nét 1, 2 nét cong trái và 2 nét cong phải. Đặt bút dưới đường kẻ 5 một chút, viết nét cong trái. Đến gần đường kẻ 3 thì chuyển hướng viết nét cong phải. Đến gần đường kẻ 1 lại lượn lên viết nét cong trái rồi cong phải cho tới khi chạm vào điểm xuất phát ban đầu, tạo thành hai vòng khép kín tiếp giáp nhau, trên nhỏ, dưới to. Nét 1, 2 nét cong trái và 2 nét cong phải. Đặt bút dưới đường kẻ 5 một chút, viết nét cong trái. Đến gần đường kẻ 3 thì chuyển hướng viết nét cong phải. Đến gần đường kẻ 1 lại lượn lên viết nét cong trái rồi cong phải cho tới khi chạm vào điểm xuất phát ban đầu, tạo thành hai vòng khép kín tiếp giáp nhau, trên nhỏ, dưới to.